Rồi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồi Phúc nha. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và thành công nha. Quay lại clip bán máy cho anh em thì mình xin nhắc lại cái thủ tục mua máy bên mình ha. Cho những anh em mới mua lần đầu thì số điện thoại đặt máy bên mình là 0355 356 356 thì có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Quy định mua máy thì anh em cọc trước cho mình cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu ha, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cùng với model, quên cái mã số thẻ cào là mình sẽ gửi máy cho anh em nha. Và ship code toàn quốc nha anh em. Những anh em mà chịu khoản thanh thì mình bao ship. Còn những anh em mà cọc tiền á thì anh em vui lòng chịu phí ship cho mình nha. Rồi, không dài dòng nữa, tiếp tục clip. Con máy đầu tiên hôm nay là con Neo 5 Oppo. Máy cũng còn ngoại hình ok nhưng mà kính bể nha anh em. Con này mình chưa có thay kính. Đây, màn hình bị bể kính đây. Đó. Xài màn hình màn trong thì còn ok. Cái màn ngoài thì nó bị bê kính, không biết còn pin không. Đó, lên ok hết nha. Xài mọi chức năng là bình thường hết. Neo 5 thì màn hình 4.5 thôi, RAM 1 bộ nhớ 8, pin 2000. Đó. Con này báo nhanh cho anh em luôn, giá 360.000 thôi. 360k là kèm sạc cho anh em luôn nha. Đó, anh em tự chịu phí ship. Chuyển khoản thẳng thì mình bao ship luôn, 360 thôi, chức năng xài ok hết. Chỉ mọi bê kính thôi, mình chưa có thay. Anh em nào thích thay kính thì thay nha. Thêm trăm mấy 200 nữa là được rồi. Rồi, tiếp theo con Vivo i51. Con này thay vỏ mới đó, đẹp nha anh em. Thay vỏ mới rồi nha. Con này Vivo i51 màn hình 5 inch, RAM 216, pin 2300. Chức năng xài ok nha. Wi-Fi các kiểu ok hết. Vivo i51. Con này để anh em giá 890.000 thôi. 890k nha. Máy rất là đẹp. Samsung A600 bản hàng. Máy đẹp tầm 9899. Đó, em thấy không? Không có xuất sắc nha. Con này màn hình 5 inch 6, RAM 332, pin 3000, máy ngoại hình đẹp tầm 98 vô tư luôn. Đó, xài rất là mượt nha, bản hàng. Rồi, chức năng ok. A600, con này để anh em giá của nó là 1850 nha. 185, kèm sạc và dán kính cho anh em luôn nha. Mấy con rất là đẹp. Samsung A720, bản hàng luôn, màu đen, đẹp tầm 98. Tại 99 luôn á. Sườn có xuất sắc nha. Đó, sườn có xuất sắc, còn mặt sau mặt trước rất là đẹp. Đó, sườn mấy chỗ này thì nó có xuất sắc. Cái lưng sau đẹp này. Con này màn hình 5 inch 7 nha anh em, RAM 332. Pin thì 3600, kính đã dán lực cho anh em rồi. Pin 3600. Máy có mấy hàng thì xài một sim nha, mình chưa có lên hai sim đâu. Xài một sim hết toàn bộ ha anh em. Anh em nào mà kết xài một sim thì lấy cho xài. Đó, A7. Con này để anh em giá 2.2 triệu nha. 2.2 triệu. Kèm sạc dán kính cho anh em rồi. Tiếp theo là một con R4 Bluetooth Việt Nam. Con này thì bán Việt ha. R4 Bluetooth màu hồng anh em. Rose Gold, hoặc là Rose Gold. Đó, lưng sau sườn còn rất là mướt nha. Kính này. Kính keng luôn ha. Gần như không có xước luôn. Kính con này đẹp phải tầm 98. 98.9. Con này màn hình 6 inch, RAM 332. Pin thì 3300. Đó, chức năng thì ok hết. Wi-Fi. Các kiểu đầy đủ hết anh em ha. Kính còn đẹp tầm 98.9 luôn. Nè, keng luôn anh em. R4 Bluetooth, con này để anh em giá 1.9 triệu nha. Con này 1.9 triệu, kèm sạc và dán kính luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo thì một con Samsung J737 anh em. Rồi. Samsung J737. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 3003. Vỏ lưng còn đẹp tầm 98.9 luôn. Bản hàng nha anh em. Đó. Máy đời A rất là đẹp. Kính không phớt xước luôn này. Chức năng thì ok. Wi-Fi
Galaxy Y3 là con Ryzen 37 RAM 332. Con này để anh em giá 1950 nha. 195 kèm sạc giáng cường lực cho anh em luôn nha. Tiếp theo cho anh em là con Ryzen 7 Plus. Con Ryzen 7 Plus nha. Con này vỏ sau cũng còn được, đánh giá tầm 94 95 thôi, không có đẹp can ha. Màn thì thay rồi, màn thay có đẹp can luôn, không có xước. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3000. Đó, con này thì cấu hình mạnh anh em. Ryzen 7 Plus ha. Con này ra đi cho anh em giá của nó 1690 thôi, 1.690.000 nha. Máy còn ngoại hình đẹp, lưng sau xước xước nhẹ nhẹ. Còn màn đẹp nha. Ryzen 7 Pro Dream màu xanh đen. Ngoại hình thì như clip mình quay nha anh em, nói chung là đẹp. Đó, sườn bọng rồi còn ok. Kính thì không có xước ha. Kính không có xước sát nha anh em. Con này màn hình 5.5 inch ha, RAM 332. Pin 3300. Màn hình còn sáng đẹp. Đó, Wi-Fi các kiểu ok hết nha anh em. Ryzen 7 RAM 332. Máy đẹp tầm 97. Còn đấy thôi, 1.6 triệu nha anh em. Con này để anh em 1.6 triệu kèm sạc và giáng cường lực cho anh em luôn nha. Samsung A30 Việt Nam, con này bản VN 2 SIM. Máy riêng nguyên. Lưng sau thì có xuất sắc cho sạc lưng này. Kính trước thì keng luôn, kính trước đẹp 98.9 luôn. Màn hình 6.4. RAM 332, pin 4000 nha anh em. Đó, máy đẹp tầm chừng cũng tầm 95.6. Máy màn hình rất nét nha. A30 thì RAM 332 thôi. Mình sẽ xài những chức năng cơ bản cho anh em xem. Đó. Con này để anh em giá 2.7 triệu nha. 2.7 triệu, giáng cường lực và kèm sạc cho anh em luôn. Máy ngoại hình còn rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo cho anh em là con VinSmart XT1 nha anh em. Máy đẹp tầm 98.9. VinSmart XT1 đẹp keo sạc luôn, màu trắng. Đó. Con này RAM 464 nha anh em. Màn hình 5.65, pin 3100. Con này cấu hình còn ok đâu. RAM 464 VinSmart XT1. Xài rất là mượt nha. Rồi, em XT1 này để anh em giá 1850, ra đi nhanh gọn luôn, 185. Máy đẹp tầm 99 luôn. Không hề có xuất sắc hết luôn anh em. Như một máy bóc hộp. Samsung A10 bản VN, xài 2 SIM. Màn hình 6.2, RAM 232, pin 3.4. Ngoại hình thì lưng sau cũng có xuất sắc này. Kính trước đã dán cường lực rồi, đẹp. Kính trước là gần như không có xước máy. Đó, máy rất là mướt nha. Chức năng thì xài ok chuẩn luôn. A10 Galaxy A10 RAM 232. Còn để anh em giá của nó là 1690. 1690 nha anh em, kèm sạc giáng cường lực cho anh em luôn. Samsung A750 riêng nguyên bản hàng. A750 RAM 464. Màn hình này 6 inch, pin 3300. Máy đẹp tầm 98 trở lên. Gần tới 99 luôn anh em. Sườn anh em thấy nó mướt ghê không? Ken luôn. Không hề có xước sát luôn. Đó, A7 218 RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Mấy con này anh em xài màn hình cẩn thận nha. Màn hình nó rất là mắc tiền. Đó, nên anh em xài thì cẩn thận vấn đề màn hình để tránh rơi vỡ ha. Rồi, ok luôn, máy riêng nguyên đẹp keng, sao em tầm 98.9 luôn. Con này để anh em giá 2650. 265 kèm sạc giá cực lực luôn cho anh em nha. Tiếp đến là con Tab Lenovo 7 inch. Con Tab Lenovo 7 inch máy đẹp tầm 97.98. Về xem YouTube cho con em xem YouTube vô tư. Lenovo. Giá bèo nhèo cho anh em luôn, màn hình 7 inch. Xài rất thoải mái luôn nha anh em. Kéo ra này. Đó. Là nó xem YouTube luôn á.
màn hình 7 inch còn đẹp tầm 98 luôn, còn để em giá 950 thôi nha, 950k kèm sạc luôn cho anh em đó. Ok nha, rồi clip này xin tạm dừng tại đây đi, thân ái chào cả nhà nha. À, nhà anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh của mình. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại clip ngày mai.